Và bên cạnh đó thì dịch sốt xuất huyết cũng bùng phát ở tại nhiều địa phương trên cả nước. Vào ngày mùng 10 tháng 8 theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang và Đắk Lắk cho biết, cả hai địa phương này đều đã ghi nhận thêm ca tử vong do sốt xuất huyết. Cụ thể tại Đắk Lắk, bệnh nhân tử vong sinh năm 1971 ngủ tại thành phố Buôn Ma thuộc được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết vào ngày thứ năm do bệnh nặng, bệnh nhân được chuyển xuống bệnh viện chợ rẫy. Bệnh nhân tử vong vào ngày 7 tháng 8 và đây là trường hợp thứ ba tử vong vì sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tính từ đầu năm cho đến nay. Còn tại Tiền Giang thì có một trường hợp bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết nặng sinh về tại huyện Cái Bè cũng vừa mới tử vong. Đây là trường hợp bệnh nhân thứ tư của tỉnh Tiền Giang bị sốt xuất, xuất huyết đen dư tử vong từ đầu năm cho tới nay.